Bao xin chào các anh em cộng thủ ở Hóc Môn nha. Hàng hết lại về nha mấy anh em. JG mục đích 700, 200 mini luôn, có đủ. Ngoài ra thì còn có mấy cái ca lúa Jeans, Bailey, Jack. Rượu Việt Nam, rượu trái cây thì nhiều. Rượu này uống hoài không hết, tại vì mình nhập nhiều lắm. Anh em có hứng thú thì đây mình có Kim Quốc, rượu Mận ủ, táo mèo Yên Bái, này là xí muội kèm thêm bịch muối nữa, mơ má đào Mộc Châu, này chanh giấy miền Tây, ai ở miền Tây thì chắc là không còn xa lạ gì với chanh giấy rồi. Ngoài ra còn có Chivas và vang đỏ, vang trắng, anh em cứ cần cái nào mình có cái đó. Vang nổ cũng có luôn, Fogo Show. Này nó có hạt bột nho lắc lên nó khá là ảo diệu. Đó. Hiện tại bọn còn có 4 màu thôi, màu trắng thì chưa có về. Mà anh em đặt thì cũng vẫn sẽ có. Này màu vàng. Còn này hồng, xanh. Này Oro. Đây màu đồng. Này Brown màu đồng. Mình cũng có bán mấy cái chai mini. Anh em nào thích mấy chai mini mình bán lại, cùng bán luôn. Cái hàng mầm này có hộp nha anh em. Hộp này hộp đơn, hộp đôi. Rồi chào anh em nha.